15 triệu mà các bạn muốn có một chiếc máy phải có những trải nghiệm mapping như là màn hình 2K này, rồi tần số quét cao này, có chip ngon để chơi game ổn định lâu dài mà không bị nóng giống như kiểu những con Snapdragon 8 Gen 1 hay là 888. Rồi các bạn có camera ngon 108 megabit cell rồi zoom quang các thứ 50x các kiểu. Thì mình tự tin khẳng định với các bạn, đây sẽ là sự lựa chọn ngon nhất ở cái tầm giá 15 triệu. Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc. Đây là một chiếc máy mà có thể thấy rằng là nó có quá trời những ưu điểm ở tầm giá này mà các bạn không cần thiết phải mua lên tới tận kiểu Samsung Galaxy S22 Ultra. Hãy cùng mình chia sẻ về con máy này sau gần 2 năm mà nó ra mắt nhá. Và chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Về mức giá của con máy này đi, thì như mình đã nói, nó sẽ nằm ở phân khúc tầm giá 15 triệu, cụ thể là 14 triệu 990 nghìn cho phiên bản màu trắng tại Di động Mỹ. Thì các bạn có thể tham khảo kỹ hơn tại đường link mà mình gắn phía bên dưới phần mô tả của video. Đối với con máy này á, thì các bạn sẽ có gì? Một cái màn hình mapping trong tầm giá. Các bạn muốn có độ phân giải 2K, chúng ta có. Còn khi các bạn muốn nó mượt mà đúng không, chúng ta có thể hạ xuống Full HD với tần số quét là 120Hz. Như vậy thì các bạn vừa có trải nghiệm mượt mà nó vẫn sẽ tiết kiệm pin. Về độ đẹp của màn hình này có lẽ mình không cần phải nói nhiều, bởi vì nó đã được chứng minh qua rất nhiều video của các reviewer khác rồi. Như là chúng ta sẽ có một cái giải màu rất là ngon, độ trung thực hay là độ trong của màu sắc trên cái tấm nền này cũng đã được làm tốt hơn rất rất nhiều so với thế hệ trước đây. Và nhớ nhá, nó là tấm nền Dynamic AMOLED chứ không phải là Super AMOLED giống như trước đây nữa. Thế nên đây có thể nói là chiếc máy có màn hình đẹp nhất ở phân khúc tầm giá 15 triệu mà các bạn có thể sở hữu được. Cái thứ hai đó chính là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm mapping về bút S Pen ở trong một tập giá này. Bởi vì khi mà chúng ta lựa chọn những con máy kiểu Samsung Galaxy Note này, hay là các bạn lựa chọn đến Samsung Galaxy S22 Ultra, thì chắc chắn là các bạn đã quan tâm đến cây bút này rồi. Thì đối với cây bút S Pen của Samsung Galaxy Note 20 Ultra và S22 Ultra, mình có thể khẳng định rằng là nó có những cái tính năng là tương tự như nhau, những cái trải nghiệm là giống hoàn toàn như nhau. Nếu như nói về công nghệ thì có thể là lực nhấn của bút ở trên con S22 Ultra nó sẽ nhạy hơn một tí, nó sẽ có cái lực nhấn nó thực tế hơn một tí. Nhưng mà những cái trải nghiệm đấy nếu như các bạn sử dụng bình thường thì các bạn sẽ không để ý và các bạn sẽ không cảm nhận được quá rõ ràng đâu. Nên mình vẫn có thể khẳng định bút của Note 20 Ultra nó đạt đến 90% so với bút của S22 Ultra. Nên các bạn vẫn sẽ có những cái trải nghiệm là tuyệt vời nhất trên bút S Pen của con này. Những cái tính năng như kiểu là cắt nhanh này, hay là chúng ta sử dụng S Pen không dây thì nó cũng sẽ đầy đủ. Kế tới sẽ là một cái điểm mà mình cũng đã nhắc ở ngay phần đầu video, đó là trải nghiệm về hiệu năng tốt này, rồi nó phải giữ ổn định, không bị nóng quá trong cái khoảng thời gian mà chúng ta sử dụng để chơi game hay là sử dụng với những ứng dụng nặng lâu dài. Các bạn biết rồi, cái vấn đề rất là đau đầu của những con chip Qualcomm Snapdragon 888 hay là Snapdragon 8 Gen 1 hiện nay, nó vẫn sẽ nằm ở việc là những con chip đấy nó tỏa ra nhiệt cực kỳ nóng và khiến cho Samsung đã phải chọn cái giải pháp đấy là hạ xung của những con chip đấy, bóp hiệu năng của những con chip đấy để những chiếc máy về sau của họ sử dụng những con chip Snapdragon nó sẽ mát mẻ hơn. Còn câu chuyện đó thì nó hoàn toàn không bị vướng phải ở trên con chip Snapdragon 865 Plus đang có trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mà mình đang có. Với cái sản phẩm này thì các bạn cứ tự tin là các bạn sử dụng để chơi những tựa game nặng nhất hiện nay, ví dụ như kiểu là PUBG Mobile, chơi trong thời gian dài cũng không lo là nó bị nóng hay là bị quá nhiệt, độ ổn định cũng như là khả năng giữ FPS của nó là không có gì để chê. Samsung mà lại còn kết hợp với Snapdragon, hết bài các bạn ạ. Rồi cho tới việc là những ứng dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, trời ơi các bạn thấy không? Mở, chạm, mở, sau đó thì chuyển đa nhiệm này, mượt mà. Ở những phiên bản One UI cũ trước đây thì các bạn hay than giống như kiểu là khi mà chuyển app thỉnh thoảng chuyển đa nhiệm ấy thì nó sẽ có tình trạng là thỉnh thoảng hơi bị giật giật. Thế nhưng với những phiên bản One UI gần đây thì mình thấy rằng Samsung đã làm nó một cách tốt hơn để giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm người dùng với những ứng dụng cơ bản tốt và những cái trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng để chơi game nó cũng tốt. Ngoài những trải nghiệm tốt ở phần màn hình, về cấu hình, về hiệu năng thì đây cũng sẽ là một trong những chiếc máy có camera tốt ở tầm giá 15 triệu. Mình không dám nói đây là sản phẩm có camera tốt nhất, nhưng nó sẽ là một cụm camera tốt để cho các bạn có thể sử dụng. Một số bức ảnh mà mình cho các bạn xem ở đây khi mà chụp ở điều kiện đầy đủ sáng thì trời ơi, chi tiết của nó thì hết nước chấm. Mặc dù là nó sẽ không bằng được những cái cảm biến mới của Samsung Galaxy S22 Ultra, nhưng kiểu gì kiểu khi các bạn sử dụng để chụp ảnh hàng ngày, hay là khi các bạn sử dụng để chụp ảnh chân dung, hay là khi chúng ta muốn zoom xa ra ở một khoảng, thì Samsung Galaxy Note 20 Ultra nó vẫn có thể đáp ứng cho các bạn cực kỳ tốt ở những vấn đề này. Hay khi chúng ta sử dụng con máy này để quay video thì khả năng chống zoom của nó
cũng tốt, nó chỉ nằm sau những cái chiếc máy iPhone khi mà chúng ta quay ở 4K 60fps mà thôi. Hay là khi mà các bạn muốn kiểu quay vlog mà thu âm một cách tốt hơn thì Galaxy Note 20 Ultra nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn lấy tiếng từ tai nghe Bluetooth vào bên trong, thì từ đó khả năng thu âm của nó được cải thiện hơn rất rất nhiều. Nói chung là đối với Samsung Galaxy Note 20 Ultra thì đây là một chiếc máy mà mình cảm thấy rằng nó vẫn còn rất rất đáng mua ở tầm giá 15 triệu, khi mà nó sẽ có một cái màn hình rất rất đẹp này, một cái hiệu năng tốt, một cái camera tốt, và đặc biệt với cái thiết kế như thế này thì đố ai dám nói thiết kế của Galaxy Note 20 Ultra là một thiết kế lỗi thời đấy. Mình đố các bạn dám nói thế đấy, bởi vì chính cái thiết kế này nó đang hiện diện trên chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra. Nó chỉ khác biệt ở phần cụm camera này mà thôi. Và mình cảm thấy cái kiểu thiết kế cụm camera này nó còn đẹp hơn là cái kiểu thiết kế của S22 Ultra bây giờ. Các bạn thấy đúng không? Nếu thấy đúng thì comment để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhá. Còn video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.